Hi, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Trâm. Và đừng quên là nhấn nút like video này cũng như là subscribe channel của Trâm để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nha. Và các bạn cũng đừng có quên là hãy follow hai kênh Instagram của Trâm nha. Kênh Instagram này đó là Instagram cá nhân của Trâm, còn cái này là nơi mà Trâm bán những cái preset của Lightroom mà Trâm làm ra đó. Thì nếu như mà bạn có muốn tham khảo những màu khác cũng như là muốn ủng hộ cho Trâm thì hãy vào kênh Instagram này nha. Và trong video ngày hôm nay thì Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách chỉnh ra cái màu xanh lá cây nhạt, và nó hơi thiên về cái kiểu mà xanh rêu một tí đó. Thì cái kiểu này nó sẽ phù hợp với những tấm hình mà bạn chụp với lại cây cối hoặc là những cái gì mà liên quan tới màu xanh. Thì khi mà bạn làm theo những cái bước mà Trâm chỉ cho bạn trong video này thì nó sẽ ra được cái kiểu màu xanh lá cây nhạt đó và rất là xinh. À, mà trước khi vô video thì Trâm sẽ cho các bạn xem những cái tấm hình mà Trâm đã chỉnh theo cái cách này nha, trước và sau ha. Thì bây giờ Trâm sẽ để cái màn hình Trâm chỉnh ở phía bên đây. Và cái tấm hình này sẽ là tấm hình mà hôm nay Trâm sẽ chỉ cho các bạn ha. Khi mà bạn mở cái tấm hình lên như thế này thì sẽ nhấn cái chữ O đầu trước nha. Sau đó bạn chọn cái chữ Light. Thì cái tấm hình này Trâm sẽ không có thay đổi độ sáng hay gì hết, Trâm sẽ giữ nguyên cái Light đầu tiên. Và cái tiếp theo là cái Contrast, nghĩa là cái độ tương phản trong tấm hình, thì Trâm sẽ tăng lên một chút xíu. Và sau đó cái Highlight thì Trâm sẽ kéo xuống phía dưới chút xíu nha. Cái shadows các bạn kéo lên trên cho Trâm khoảng tầm 30 mấy hoặc là 40 mấy nha. Và sau đó cái white thì bạn sẽ kéo xuống bên tay trái cho Trâm một chút ít nè, tại vì cho nó bớt cái độ chói cho mình lại đó. Và sau đó cái black thì chắc là Trâm giữ nguyên luôn, Trâm không thay đổi. Và tiếp theo thì Trâm sẽ chọn cái giữa color sát bên nha. Và sau đó cái temperature thì cái tấm hình của mình nó sẽ theo cái tông là màu xanh lá cây nhạt, thì nó sẽ theo cái kiểu mà vàng vàng đúng không? Thì cái chữ temperature bạn sẽ kéo qua bên tay phải cho Trâm. Bạn kéo tầm 20 mấy hoặc là 30 mấy, nó vàng hay là nó sáng hay là nó đậm màu hay gì đó thì kệ, không sao, mình sẽ sửa sau ha. Và sau đó cái tint thì như nếu như bạn coi những video trước của Trâm thì bạn sẽ biết là cái tint mà nếu mà mình kéo qua tay trái nó sẽ ra màu xanh lá, nó theo kiểu mà xanh lá vàng, còn nếu mà kéo qua tay phải nó sẽ theo kiểu là hồng tím. Thì Trâm sẽ kéo qua bên tay trái để nó ra kiểu xanh lá, các bạn thấy không? Đó, Trâm sẽ cũng kéo khoảng là trường 20 mấy. Sau đó cái vibrance thì Trâm sẽ giữ nguyên, saturation Trâm cũng sẽ giữ nguyên cho không thay đổi mấy cái đó nha. Và sau đó bạn chọn cái chữ mix ở phía trên cho Trâm nha. Sau đó cái màu đỏ, thì nếu như mà trong tấm hình của bạn mà có những cái gì màu đỏ đó thì bạn sẽ chỉnh, nhưng mà trong tấm hình của Trâm thì Trâm chẳng thấy cái gì có màu đỏ hết trơn á, cho nên Trâm không có chỉnh cái đó. Tiếp theo Trâm sẽ chọn màu cam. Màu cam là màu da người của Trâm trong cái tấm hình này, thì Trâm sẽ cái chữ hue á, Trâm sẽ kéo qua bên tay phải một chút ít cho nó theo hơi vàng vàng một chút nè. Sau đó cái saturation Trâm sẽ giảm xuống nha, cho nó sáng cái da mình lại đó, không phải cho nó sáng mà kiểu là cho nó kéo cái tông màu cam xuống. Và sau đó cái luminance thì Trâm sẽ kéo lên để cho nó tăng cái độ sáng của da lên, các bạn thấy không? Nè, bình thường Trâm kéo lên nè, cái da mình sáng hơn hẳn đúng không? Trâm sẽ kéo tới khoảng mười mấy. Và tiếp theo là màu vàng nha. Thì trong tấm hình này á, bạn nhìn vô bạn thấy cái như là màu sắc nó quá là đậm luôn đúng không? Nhưng mà chỉ cần bạn kéo cái saturation của màu vàng xuống hơi là bạn sẽ thấy tấm hình của mình nó đẹp hơn liền luôn á. Và nhìn nè, Trâm sẽ kéo xuống nữa. Đó, bạn thấy nó đẹp hơn hẳn không? Kiểu như nó bớt chói lại hết luôn á. Và sau đó muốn thêm cái xanh lá cây á, mà rêu nha, thì á, cái chữ hue của màu vàng á, bạn kéo qua bên tay phải cho Trâm nha. Đó, bạn thấy cái màu xanh nó theo cái kiểu mà này, kéo qua trái nó ra hồng hồng này ha, mà kéo qua phải là màu xanh đẹp hơn. Thì bây giờ Trâm sẽ kéo qua bên phải một chút ít, khoảng như đây. Trâm sẽ kéo cái saturation xuống. Trâm sẽ kéo cái saturation xuống một cái xíu nữa. Và sau đó cái luminance thì Trâm sẽ kéo lên một chút ít cho nó sáng cái màu lá lên nha. Đó, và tiếp theo á là màu xanh lá cây nha. Thì cái màu xanh lá cây trong tấm hình này là màu quan trọng nhất. Tại sao? Tại vì mình chỉnh ra màu xanh lá cây nhạt mà đúng không? Thì bây giờ nếu mà bạn muốn cái màu xanh của mình nó theo cái màu rêu đó, thì cái chữ hue á bạn phải kéo cho nó qua bên một bên tay trái nha. Thì bạn nhìn nè. Đó, bạn thấy nó ra màu rêu chưa? Đẹp không? Còn qua bên phải thì nó ra cái kiểu mà màu xanh da trời á. Nhưng mà do cái tấm hình này Trâm sẽ kéo qua bên trái nè. Trâm kéo khoảng chút ít như thế này nha, khoảng trường 50 mấy. Và sau đó cái saturation á, thì Trâm cũng sẽ kéo xuống luôn, Trâm kéo cái độ xanh xuống lại. Đó, như thế này. Trâm đã thấy tấm hình này là đẹp rồi đó, trời ơi. Bây giờ cái luminance Trâm sẽ để coi kéo lên hay kéo xuống.
Em sẽ kéo lên chút ít. Thôi, thôi, chăm giữ nguyên. Và tiếp theo sẽ là một sinh ra trời ha. Thì trong tấm hình này sinh ra trời là màu của bầu trời đó. Thì cái hiu Trâm luôn kéo bên tay trái nha. Trâm kéo khoảng tới đây. Sau đó cái saturation á, thì Trâm sẽ kéo xuống luôn cho nó nhạt lại bớt. Nó đặng, không có đẹp đâu nha các bạn. Nhạt xuống như thế này ha. Sau đó cái luminance Trâm cũng sẽ kéo xuống một chút ít luôn. Kéo xuống một chút lên thôi. Nếu mà bạn muốn cái trời nó rõ thì bạn kéo xuống. Còn nếu như bạn muốn cái tấm hình của mình nó sáng thì bạn kéo lên. Thì tùy mỗi người thôi, nhưng mà chắc là Trâm kéo xuống một chút ít. Hay là kéo lên ta. Đó, khoảng như vậy đẹp nè. Thì là Trâm sẽ kéo lên một chút ít nha. Và sau đó là chung quy là xong cái màu rồi đó. Nếu như mà bạn đã xem những cái video trước của Trâm thì bạn biết là Trâm chuẩn bị làm cái gì. Đó là Trâm sẽ chọn cái chữ detail ha. Sau Trâm kéo cái độ nét của tấm hình lên nè. Các bạn đừng kéo nhiều quá nha. Các bạn kéo khoảng 30 mấy là được rồi. Sau đó các bạn cái chọn cái chữ masking á, các bạn kéo lên chút ít luôn như thế này. Sau đó cái noise reduction các bạn kéo lên một chút ít, và cái color noise reduction các bạn cũng kéo lên một chút luôn. Thì đó, tấm hình nó sẽ mịn và nó rõ đẹp hơn ha. Sau đó cái effect thì thật ra cũng chẳng có gì chỉnh, tại vì cái tấm hình này Trâm thấy gì nó cũng được rồi, mình không có còn làm rõ làm đậm gì lên được nữa hết trơn á, cho nên vậy là xong rồi đó. Thấy nhanh không? Ok, về cho các bạn xem cái tấm hình này trước và sau nha. Trước nè, thấy chưa? Sau nè, đó. Và bạn có thể dùng cái cách này cho tất cả những cái tấm hình của bạn mà chụp phải là cây cối nha. Tại vì Trâm cảm thấy là nếu mà lá cây nó theo cái hướng mà sân rêu như vậy đó, thì nó sẽ đầm cái tấm hình xuống và nó làm cho tấm hình nó nhạt nhạt và nó ra cái kiểu màu nhìn xinh á. Chứ còn cái lá cây mà lúc nào cũng đầm á thì nhìn cái tấm hình nó không được xinh lắm. Vậy là xong rồi, cái cách chỉnh ra cái màu xanh này thì nó khá là đơn giản, nó không có dài dòng hết trơn á, và rất là dễ áp dụng luôn. Nếu như mà các bạn làm theo cách của Trâm mà có những hình đẹp thì các bạn đừng quên là qua Instagram của Trâm và gửi cho Trâm xem nha. Nếu như bạn muốn Trâm làm những cái chủ đề khác hoặc là những cái màu khác hoặc là cái gì đó cho các bạn xem đó, thì các bạn có thể comment ở phía dưới cái video này và Trâm sẽ làm cho các bạn xem ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. The world.